Khi mắc các bệnh ngoài da như nấm tóc, nấm toàn thân, trứng cá luôn khiến bạn ngứa ngáy khó chịu. Nhà thuốc Phúc Thanh Đường, 52 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 90 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và 226 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với phương thuốc gia truyền độc đáo là địa chỉ tin cậy được nhiều người biết đến. Nhà thuốc Phúc Thanh Đường trải qua nhiều thế hệ cùng với nhiều năm kinh nghiệm, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, không quản ngại vất vả trực tiếp đi tìm nhiều vị thuốc quý. Điều chế theo công thức gia truyền, có thuốc uống và thuốc bôi giúp điều trị tận gốc các bệnh ngoài da mãn tính như nấm tóc, nấm toàn thân, viêm da cơ địa, trứng cá, chạm hóa tổ đỉa, rụng tóc và viêm nấm phụ khoa. Đến với Phúc Thanh Đường, người bệnh được khám bệnh và tư vấn miễn phí, thuốc có tác dụng tiêu diệt bệnh tận gốc. Địa chỉ 52 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 90 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 226 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.